tiếp đó IP từ ao client đòi swipe forward hay thả DHCP server chẳng muốn bố những từ add switch DHCP sẵn chẳng đợi sao những add hay những chập đang configure DHCP giờ tại một đó program tool cho DHCP chẳng đợi không switch DHCP dân chạy từ lưu domain name mình tập mới dân chạy ra một cái scope chẳng đợi xa server bởi dân chung domain name chung OOPP hay chung một sân chung tháp PDC nếu có nóng IP vì ấy cứ miền IP mà rồi cao IP chạy môi chạy môi chạy môi chẳng nhầm chạy ra một cái scope đòi DCP là rèn chạy môi nâng server này là rạch lưu vì ấy dân như scope tập mới chạy next chúng lại chúng muốn đào với các bạn này ô thôi anh đã thật classy next cái này start IP mình thà ta dân chẳng ai DHCP chập rút bị lấy bảo mạng đó lấy bảo mạng ô thôi rồi cái pi chạy mũi chạy mũi chạy lệch đóp rồi cái pi chạy mũi chạy mũi chạy pi hạ bốn chẳng mình thà về rút DHCP chập vào pi lệch đóp rồi đào lệch pi hạ bốn này cứ chia network mà bit rồi bỏ classy mình phải buồn bit sau đó mà nó bay bay chạy next lại ní mà tha IP để dựng đọ chành mình tha ô thọ tha IP mà cao pi chạy môi chạy lê hà sập hay chạy add chạy mình tha IP môi ní cứ dựng ở vì ở đây là anh chạp rồi cứ dựng đọ chánh bằng tay dựng ai dựa từ cùng đó chỉ static bàn rồi IP môi tiết mà rồi rồi pram chẳng IP cho bị lệnh mà nói lên rồi pram nhưng đó trên tiệt là anh cho nó sẽ đọc đọc tục next lại đi bằng 7 ngày cái viên chập đám cho IP thầm mày next chập đám configure DHCP next lại đi sẽ đọc gateway rồi bỏ server chẳng IP bỏ server hết chỗ next cái này đã được domain name là server UPP edu .kh này chúng mình xin server này chỉ IP là server add chỗ tôi mình next trong viên em mà trong công nào tế next trong ao về ạc thư tạm đoàn bởi xanh dân ạc thư là dân dân nấu finish chẳng cái này mất nhạc là nắng cứ vi po cơ hòm đọc vi po cơ hòm chẳng DHCP vào ra này chẳng nằm về DHCP làm nà cá ạc thiếu rồi dân chất lời mất nhà po khiêu ní ạc thiếu rồi dân mà xâm này lừa vía dọc vi thật ạc thiếu tòa mà tiết dân mà xâm này lừa domain name dân ní dân gió Osterai đâm bây viên làm nà cá ràn bà nhầm refresh tới bà nhưng thôi phần ứng đi client DHCP chập làm chập giờ phần tá nơi lưu client nhưng tôi cầm nót chập thân IP cho nhưng chưa được client hay nhưng chập đám cầm nót IP disable lại disable về lại nhưng chơi tế do property chẳng lại nên mình tha client vì lo tất cả domain chẳng client vì mình set chain IP đồ IP được gọi bật IP này và khán chào thì chẳng mình tha những lock chỗ mà xin cho admin rồi bỏ machine sẵn chẳng nhầm lọt off chúng ta mới dừng lọt cho mua machine vì chúng mua user đọc bí mình thay user đọc 4 mình sẵn sàng là admin rồi bỏ computer nếu dừng lọt cho local computer thông báo nhưng mà lọt cho domain này admin password đấy mình tập mất cho làm đồ IP nhưng đồ IP chính cái việc disable ai dân cho chứ chân dọc rồi thì Internet protocol TCP IP trong những bài lệnh nhưng do chỉ uptime IP mình thà cứ chập do IP mà bị server lại xoay qua tay một đoàn lại những dọc thân này tới project nó trong những bàn có phát đi này IP 2 vậy chân dọc ok close
Tao mà tiết dây chập đám châu được khăn ông start run do CMD VIP config slash relay và tao mà tiết dây VIP config slash renewing tầm bay chạm vô IPP server chạm tới tới chẳng lý cứ chỉ IP là vì tu để bị DHCP server mình đủ mình ném nhé mình IP chạm vô lịch đáp start lịch đáp tới tầm là bà chẳng cục client đó nhưng từ vậy cho tôi đó hay do chị option IP tò mò cho vài IP config slide relay hay còn là IP config slide renew để bay chạm vào IP thay mày